Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình. Hôm nay thì mình sẽ chế tạo ra một cái mạch điện đơn giản. Nó sẽ rất là hữu ích cho những chiếc camera giám sát tại nhà của các bạn. Thì uh, cụ thể uh, cái mạch điện này mình sẽ chỉ cho các bạn như sau. Cái mạch điện này sẽ áp dụng cho những cái loại camera sử dụng nguồn điện 5V. Ở đây. Thì đây là một cái mạch điện uh, tạo độ trễ thời gian để đóng relay Mạch điện này mình sẽ sử dụng hai con C1815 và một cái Renay 5V. Đây là cái Renay 5V. Ở đây thì mình sẽ có một con điện trở đệm 27K. Và một con tụ hóa 470 UF 16V. Con điện trở 39K này là con điện trở để tạo độ trễ thời gian cho cái này nó đóng. nó sẽ giúp cho cái việc nạp điện vào con tụ điện này nó chậm thời gian và theo ý muốn của mình mạch điện này thì nó sẽ hoạt động mà độ trễ thời gian của nó mình tính toán ở đây là 20 giây tức là khi có điện thì cái mạch này nó sẽ đợi từ khoảng 20 giây sau thì nó mới đóng cái đen này này hoạt động khi cái đen này này nó hoạt động thì nó sẽ đóng tiếp điểm để cho ra thiết bị tải ở đây cái cái biển này nó giống như một cái công tắc các bạn cái tải ở đây là mình uh, sử dụng uh, tải là modem wifi hoặc là camera giám sát đây là mình uh, sẽ nói cho các bạn một cái chi tiết hơn về cái mạch mình uh, đã làm đây là một cái mạch hoàn chỉnh sau khi mình đã làm xong bởi vì sau này mình uh, câu những cái uh, chân linh kiện vào đây và phía trước này là một con renn này đây là cái đèn báo cái đèn báo này là mình tượng trưng cho một cái thiết bị tải ví dụ như là camera wifi hoặc là modem wifi bây giờ thì mình sẽ kẹp nguồn vào và test thử cho các bạn xem cái độ trễ thời gian của cái re này này nó đóng sau khi cấp nguồn điện thì sau tầm khoảng 20 giây thì cái bóng đèn báo kia nó sẽ sáng tức là cái re này nó đã đóng nguồn điện Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn điện cho các bạn xem nhé Rồi các bạn sẽ chờ trong tầm khoảng 20 giây. À cái đèn này này nó sẽ đóng nguồn điện cho các bạn. Mình đã tính toán thời gian từ khoảng 20 giây. Đó, như vậy là cái bóng đèn ở đây đã sáng, tức là nó đã đóng cái đèn này này và cấp nguồn điện cho cái bóng đèn led của mình thắp sáng cũng như là các thiết bị tải của nó sáng sau 20 giây nhé mình ừ. sẽ rút ra và cấp nguồn điện trở lại để cho cái mạch này hoạt động lần thứ hai cho các bạn quan sát thấy sau tầm khoảng 20 giây là mạch trễ thời gian này nó sẽ đóng cái đèn này này cho cái thiết bị tải ở đây mình mô phỏng cái thiết bị tải ở đây là cái bóng đèn led như vậy là sau khoảng 20 giây thì nó đã sáng cái mạch điện này thì nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn đang sử dụng camera có một số bạn hỏi mình là cái camera nhà bạn đấy bị cái tình trạng như sau sau khi mất điện thì camera sẽ bị ngoại tuyến tức là khi mất điện và có điện trở lại thì cái camera đấy nó không kết nối được wifi với lại cái modem wifi đấy. nó bị cái nối rất là ngớ ngẩn như vậy à, nếu mà cần có để xem lại cái camera đấy thì chúng ta cần phải à, tắt cái modem wifi đấy đi và bắt buộc phải cho cái camera đấy khởi động sau cùng hoặc là cái modem wifi khởi động sau cùng thì nó mới có thể kết nối lại được với lại camera giám sát một cái nỗi rất là ngớ ngẩn với cái mạch này thì mình đã chế tạo ra cho các bạn một số cái linh kiện rất là đơn giản sử dụng hai con C1815 rất là thông dụng cái mạch này thì nó sẽ tạo cái độ trễ thời gian cho cái camera giám sát để khởi động sau cùng nghĩa là khi có điện trở lại thì cái modem wifi nó sẽ khởi động trước rồi sau đó là cái độ trễ thời gian này sau khoảng 20 giây sau thì cái camera đấy sẽ khởi động như vậy thì nó sẽ có thể kết nối được camera wifi với lại modem wifi kết nối trung gian với nhau thì nó có thể hoạt động trở lại đây là một số loại camera giám sát wifi thì có một số hãng thì nó hay bị cái tình trạng lỗi như vậy do kết nối giữa camera wifi và modem wifi nó bị trục trặc như vậy thì cái mạch này nó có thể áp dụng và khắc phục được cái tình trạng như thế nó sẽ giúp cho những chiếc camera wifi hoạt động sau hoặc là hoạt động trước nhờ cái mạch tạo độ trễ thời gian này thì nó có thể kết nối được với lại modem wifi để khắc phục được cái tình trạng như thế cái tình trạng này rất là phổ biến của một số hãng camera wifi trên thị trường hay bị cái tình trạng như thế do kết nối với modem nhà mạng Đấy. thì cái mạch này hoàn toàn có thể khắc phục được nha các bạn với cái mạch này thì mình vẽ sơ đồ rất là chi tiết với độ trễ thời gian mình tính toán linh kiện là 20 giây thì các bạn quan sát sơ đồ và các bạn làm theo cái sơ đồ này là các bạn có thể làm được mình đã vẽ rất là kỹ và chi tiết rồi và hy vọng cái mạch điện này nó sẽ hữu ích cho các bạn khi nhà các bạn đang sử dụng những chiếc camera wifi mà bị cái tình trạng ngoại tuyến sau khi mất điện và có điện trở lại tức là có điện trở lại nó bị ngoại tuyến đó các bạn các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhớ nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới bye bye